chào tất cả các ông bà, cô, chú, bác, các anh chị nè. Hôm nay thì Dương lại tiếp tục đi thu hoạch. Hôm nay thì Dương sẽ đi thu hoạch nho. Và đây là nho mà anh Hai Lúa anh trồng nè. Để thì Dương quay cho cả nhà thấy nha. Đó, Dương đem nguyên một cái chậu to để đưa ra để thu hoạch. Không biết có được nhiều như vậy hay không. Bây giờ thì Dương sẽ cắt nha. Để cho có bể cái thau này nó trời. Nó cao quá cho nên là Thùy Dương phải leo lên cái thang. Thùy Dương cắt cắt bộ đây. Nó làm cắt được. Thùy Dương cắt thử chùm ha. Cái trái này á nó nhỏ xíu thôi, nó bé tì à. Nó có chút tí à. Thùy Dương ăn thử cái ngọt không nha. Rất là ngọt luôn. Cái trái nó có chút tí à, nhỏ xíu à. Cái nho này là của một người bạn của Hai Lúa cho đưa về trồng. Nhìn nó ngon không? Giờ thì Dương sẽ đi hái hết cái dàn nho này luôn. Thì Dương nghĩ là chắc cũng được cỡ một thau đó cả nhà. Thì Dương quay sơ sơ cho cả nhà xem cái dàn nho của Hai Lúa nè. Bây giờ là đã cuối mùa thu rồi. Đó, mùa thu rồi cho nên là mấy cái lá nó cũng đã vàng rồi, sắp sửa rụng rồi. Vô mùa đông là lá này nó sẽ rụng hết, nó không còn một lá nào hết á. Đó, sai trái không? Nó chim nó tới nó hái nó ăn quá trời luôn rồi á. Nó trái này nó tới nó hái nó ăn nó quá trời luôn. Cái dàn này cũng nhỏ thôi chứ không có lớn, nó chỉ có một cái khung dàn nhỏ xíu vậy thôi á. Để thì Dương bây giờ sẽ hái ha, đưa vô sẽ xay nước uống. Chim nó ăn nè, nó hái ở bên dưới á, nó ăn hết trơn nè, cho nên là chỗ này không có trái, chỉ có ở trên này có trái thôi. Chim nó tới nó mổ ăn quá trời luôn nè. Cái nho này á, chỉ trồng xuống thôi là từ đồng cái mùa xuân á là nó lên cây lên hoa là nó ra trái thôi, mình không cần phải làm gì hết. Cần tưới nước thôi à, cũng không bón phân luôn. Không thì nó lớn quá, ở đây không có chỗ đứng lên hái, hái thì nó rớt vậy. Chắc phải đi lấy cái nào nó nhỏ với lấy cái này không được, đứng đây không có chỗ đứng. Chắc nó càng nhỏ luôn. Khi mà mình thu hoạch xong á, cắt bỏ luôn. Tưới chứ Thùy Dương không tưới. Thùy Dương không có gì thời gian. Thùy Dương phải chăm gà nữa cho nên là Thùy Dương không có thời gian tưới nè. Mà cái loại nho này nó nhỏ vậy thôi chứ nó không có lớn. Nó bé chút xíu à.
thau này thôi, chứ không đổ vô không có chốt. Đó, mới đó được nhiêu đó rồi. Và cái chùm này chín quá rồi, nó chín nó vàng luôn rồi. Thì Dương ăn nho không bao giờ ăn cà bỏ, Dương ăn cái ruột không à. Nhiều quá, ráng hái cho hết trời tối nè. Cái vàng cao quá, muốn hái phải đứng lên cái than cả nhà. Cái nho này á mà trời không mưa, cái trời mà mưa là nó hư liền nè. Năm nay thêm hay sao, cái trời chưa có mưa. Chứ mà mọi năm tháng 9 là đã mưa rồi. Hôm nay tháng 10, cuối tháng 10 rồi mà chưa có mưa luôn. Cho nên là nho mới còn nè cả nhà. Xay nước á mình có thể làm rượu nho, nhưng mà tại vì nhà thì Dương không có ai uống rượu hết cho nên là chắc chị đưa vô xay nước chút uống thôi. Mỏi rồi có thể lên xuống hái hoài chứ nó đầy không có bỏ xuống là không có hái được cái khác. Qua bên cuối bên kia đi. Này chắc cũng mấy thau á, cũng phải 2 thau hoặc 3 thau á, không biết đâu.
này. Hôm sau thì Dương hái tiếp, tại còn nhiều lắm, để show cho cả nhà xem cái thau, một cái thau nho của thì Dương đó, nhiều quá trời luôn cả nhà, quá trời nhiều luôn. Wow. còn rất là nhiều ở trên vàng thì Dương chưa có hái hết luôn, không còn rất là nhiều luôn, quá trời trời luôn cả nhà. Này chắc mới hái có một nửa, còn để bữa sau hái. Thôi bây giờ thì Dương hái nhiêu đây thôi. Ngon. Rồi thì Dương cảm ơn cả nhà theo dõi video của thì Dương đã thu hoạch nho. Thu hoạch nho bữa nay. Chúc cả nhà buổi tối an lành. Nếu thích video của thì Dương thì hãy đăng ký, bấm like và chia sẻ. Cảm ơn cả nhà. Bye bye.